thuật của lưới đánh tấn công không thể bỏ qua. Nếu bạn là một tay vợt phong trào có lối chơi tấn công uy lực, các pha smart mạnh mẽ, nhanh nhẹn, linh hoạt, các bạn không thể bỏ qua cái vợt này. Cây vợt Ace Power 11 Max đến từ VS. Sở hữu cho mình nước sơn trắng tinh khôi, phối màu hai hoa cùng các họa tiết vàng nổi bật. Thiết kế họa tiết bất cân xứng độc đáo, nhìn như vân đá cho VS Ace Power 11 Max vẻ bề ngoài cá tính và hiện đại. Về thông số kỹ thuật, nhà sản xuất đưa ra cây vợt có trọng lượng là 4U 82 cộng trừ 2 gram, điểm cân bằng 300 cộng trừ 3 mm. Nhưng khi mình đo, cây vợt có trọng lượng là 86 gram, tiệm cận 3U rồi. Điểm cân bằng 297 mm và điểm swing 87,5 kg trên cm vuông. Đấy là cây vợt chưa lên giày các bạn nhá. Một thông số quá đẹp cho một cây vợt tấn công. Về sức căng tối đa của cây vợt thì mình thấy trên cây vợt ở phần chóp cán cầm, cây vợt có ghi thông số là 22 đến 30 lbs, là khoảng từ 10 đến 13,5 cân. Nhưng ở trên khung vợt có để là 35 lbs. Thì cái này mình đã liên hệ rồi, mình đã hỏi rồi. Cây vợt cho sức căng tối đa lên tới 35 lbs các bạn nhá, xấp xỉ khoảng 16 cân các bạn nhá. Về công nghệ, cây vợt vẫn được hãng chăm chút đầu tư tỉ mỉ, sở hữu trên mình những công nghệ hiện đại như là vật liệu Guven Carbon, hai mô đun Carbon, cung cấp khả năng bền bỉ và sức chịu lực vượt trội. Co đũa vợt độ bền cao hơn, trợ lực cao cho người chơi, khung khỏe và cho phép mức căng cao cùng khả năng chống rung tốt. Cây vợt phù hợp với những người chơi có lối đánh tấn công, hỗ trợ người chơi trong những pha smart mạnh mẽ, uy lực hơn. Mà giá của em nó chỉ 650.000, được tặng dây căng theo yêu cầu, tặng quân cán, bao đơn đi kèm và bảo hành 6 tháng của nhà sản xuất. Sản phẩm thì có ngay trong giỏ hàng rồi các bạn nhá. Em về shop bán vợt vì đam mê.